đến cái mục là Add New này, bấm chuột phải ở đây này, chọn Add New to Project này, chọn Schematic này, cái bài này nó tương đối dài đấy. Rồi ra đây rồi, ta tiếp tục add new nữa. Add new tôi chọn PCB luôn. Rồi ra cửa sổ này thì nhớ save lại, chuột phải chọn save. Thì rồi. Save lại. Save cái này lại. Save tiếp project lại. Rồi, bây giờ đến món tiếp theo là chúng ta bắt đầu vẽ này, sơ đồ nguyên lý này. Thì cái đầu tiên là ta sẽ vẽ một cái mạch nguồn. Chưa, mạch nguồn thì cái đầu tiên nó sẽ là cần là một cái rắc vào của mạch nguồn, tức là nơi cấp nguồn vào ấy, cấp nguồn ở ngoài. Rồi nó hiện lên rồi. Cái cấp nguồn vào thì ta chọn header đi. Chỗ này nhớ chọn 2:1 nhá, do rắc ra một cái này. Bây giờ đến đoạn tiếp theo là con IC đi, 7805. Ô, cái này không có 7805 rồi. Chúng ta thêm cái dấu sao ở đằng trước, biết đâu phía trước nó có ký hiệu gì, cũng không có. Vậy là ta chọn ở thư mục khác. Con này có không? À đây. Nhưng mà nó lại không có hình ở PCB. Không có hình PCB cho nên chúng ta lại không chọn nó. Ồ. Đúng không? Thì chọn thư viện khác. SH library. Đây rồi, con này có đây này. Thì mà để con này có này. Ta thử chọn linh kiện khác xem có. Library. Không có. Vậy là mỗi cái thư viện ta thử xem 78 L178X. À đây con này đây. Đây đúng nó đây. Đây nó ghi 78CP đúng không? 78M. Thôi đây ta chọn cái con này đi, vì con này nó gồm có cả tản nhiệt luôn. Ngoài con IC đấy là ta có cả khu vực cái tản nhiệt. Sau này ta gắn tản nhiệt vào cho dễ lấy nó ra. Thì con tiếp theo là con diode cầu đúng không? Diode cầu, diode brick. Không có đây ạ. Xem nó con nào nhỉ? Brick cũng không có. Bây giờ tìm con nào bây giờ? Đây cái con diode cầu nó ký hiệu là DB nhé, các bạn có DB này. Đó chính là nó này. Không thì tìm thì nó sẽ ra thôi nhá. DB này. Đây, hình nó đây. Xem 3D đây. Lôi nó ra, nhớ loại chọn cầu 10A là to hơn đấy, 1A. Thôi ta chọn loại 1A thôi. Đây 1A đấy. Diode cầu. À, con linh kiện tiếp theo là con gì đấy, tụ điện đúng không, cáp. Chúng ta chọn loại, chọn hẳn loại to đi, sau này chúng ta gắn cho nó cáp cuôn đi, 1000 pi. Ta lấy con này là được rồi. Ta lấy 2 con chưa? Thì ở đây ta đã vẽ luôn cái mạch nguồn này. Đây là 2 đầu vào này. Đầu vào thì ta có thể nối vào đây. Ôi chết nhầm. Có gì một lắm nhỉ?
đầu vào này, đầu ra dương thì đối với chân in. Chúng ta có thể chọn là 1000 pi microfarad nhé. Đó. Nói chung là vẽ ở Antium ấy thì cái việc đổi giá trị cũng không quan trọng lắm đâu. Nếu các bạn biết giá trị nó là bao nhiêu rồi thì cũng không quan trọng việc đổi. Nhưng mà thì tất nhiên ta cũng phải đổi để sau này ta gửi mạch cho người khác làm ấy, thì các bạn biết cái giá trị đấy là bao nhiêu, đúng không? Nối vào đây. Thêm điện trở với cả led để rest. Điện trở nhớ chọn loại 1 trên 4 nha. Con này nó lấy khoảng 470 ohm thôi. Thêm con led nữa. Led. Led thì chọn loại 5 ly. Lôi ra. Nối vào. Thì chỗ này chúng ta sẽ là ra 5V rồi. Thì ta đặt luôn cái VCC là ở chỗ này. GND ta đặt ở đây. Đấy là xong cái mạch cấp nguồn này. Bây giờ đến mạch của con mạch của con IC7 à của con IC nút MCU SP8266. Hay là ta xử lý bằng cách là ta xem cái con này này, nó có ở đây nó có hai hàng chân đúng không? Ở trên này nó có hai hàng chân thì hai hàng chân đấy thì chúng ta đếm là mỗi hàng là có bao nhiêu chân? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Đếm lại nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 chân. Mỗi hàng có 15 chân. Thì ta xây thế bằng hai cái header có 15 chân. Đúng chưa? Với khoảng cách nó tương ứng với khoảng cách của cái hàng chân này. Vậy ta sẽ thay bằng hai cái header. Thế cho nó nhanh. Thì sau này mình sẽ coi cái header đấy là con SP8266 thôi đúng không? Nhưng mà chọn cái header nó nhỏ thôi, đừng có chọn header nó giống như cái GP1 này nhá. Chúng ta chọn header nhỏ thôi. Header này đều loại to cả. Cái header hàng chân nhỏ ấy, thường nó là ở trong thư viện này. Rồi. Các em sẽ lấy cái con header 15 chân. 15 chân đây. Chưa? Đây có 15 chân. Ta lôi ra. Nhá, 15 chân. Lấy hai con. Nhá, lấy hai con. Một con là hàng hàng bên trái, một con hàng bên phải của con SP8266 đấy. Thì bây giờ cái mình coi hai con header là con SP8266 ấy, thì vậy thì ta phải xử lý thế nào? Ta phải xử lý. Vậy thì bây giờ chúng ta xem là trên con SP8266 ấy là chúng ta sẽ có những cái chân của nó. Vậy ta phải xem tác dụng của từng chân nhá. Tác dụng của từng chân đấy. Thì vào đây. Đó. Để con này đi. Đó thì ở đây sẽ có chân. Ta cứ để cái đúng chiều nó chưa đúng chiều như này thì chân số 1 của nó ở trên này đây, chân trên này nó là chân D0, chân dưới là chân V in ở góc dưới này và GND. Thì ta sẽ cho cái hai chân góc dưới này là đối với cả nguồn, tức là V in thôi, các em phải đối với nguồn vào thì hai chân góc dưới đây. Đó. Chúng ta đối với VCC vào. GND là chân này. Tất cả những chân GND nào ở trên con SP8266 ấy, chúng ta đều nối hết vào. Đây. Ví dụ như là chân đây chân này này là một là VI này, chân này là GND là nối GND này.
Tiếp tục lên đây là 1 2 3 4 nữa. 1 2 3 4 ở chân số chân chỗ này nữa. Cũng là GND. Ta lại nối GND vào. Nó đếm lại rồi ạ. Đúng rồi. Lên đây còn GND nữa không? Hết. Ta sang bên này. GND bên này nữa. Nối GND bên này. Nối hết các chân GND với nhau. Đây nữa. Lên đây nữa. Đấy, chỗ này thì cũng có GND này. Chân số mấy đây? 246. Kiểm tra lại. 1 2 3 4 5 6 7. Chân số 7. Chân số này đây, đây. Đấy. Chưa. Thế ta cho cái này là P P trái đi, PT đi. Con này là P phải đi, chân phải. PP đi. Cái này là ta đặt tên nó là nốt MCU trái, cái này là nốt MCU phải, tí con biết nhá. Đấy là ta dùng hai con này. Thế là xong cái phần. Thì bây giờ hai con này ở trên con này, trên con ESP này ta sẽ phải có hai dây tín hiệu để gửi ra, được chưa? Hai dây tín hiệu để gửi ra để điều khiển cái relay, đúng không? Điều khiển relay thì chúng ta sẽ lấy hai dây tín hiệu đấy, nó sẽ tương ứng với hai chân nào đây? Chúng ta sẽ nối với cả hai chân D D1 D1 với cả D2. D1 D2. Đúng rồi, D1 D2, ta nối D1 và D2. D1 D2 là chân nào? Chân D1 ở đây. D2 đây. Nhá, đây có chữ này nhá. D1 thì ta cho vào chúng ta đặt tên luôn nó là chân D1. Chân chỗ này thì hai chân đây D1 D2. Đấy, kéo dây ra ngoài cho nó. Tôi ta chỉ cần nối ra ngoài thôi. Xong rồi đây là ta bổ sung thêm một cái chân là chân cảm biến ấy. Thì bổ sung thêm một cái chân cảm biến ấy. Chân cảm biến sẽ nối vào đâu? Chân cảm biến ở đây là chân số 2. Chân số 2 là chân D4. Chân số 2 là chân D4 là chân này. D4. Chỗ này là D4 này. Đây vào đây. Vậy thôi, ta chỉ cần mấy chân này thôi. Xong rồi bây giờ đến phần tiếp theo này thì chúng ta vẽ cái mạch mạch relay, được chưa? Chúng ta sẽ lấy mạch relay thôi. Thì relay thì như mạch hôm trước thôi. Relay relay sau đó là cái này CV. Nối vào đây. Tiếp tục đến muốn đưa lên nó chạy.
Muốn nó chạy thì ta cần phải có một nguồn. Ở đây ta cho VGC đi, nguồn vào đây, và con diode diode lấy luôn con 1N4007 này. Tiếp tục đến transistor C1815. Xong đến con nào nữa? Dưới này là GND. Chúng ta có điện trở đúng không? Điện trở. Rest. Cái con này là mấy k nhỉ? Con dưới là 10k. Con ở trên này là 1k. Con này nối gần đây đi. Ừ. Sau khi có điện trở là ta có đến phần PC87. PC87 đây rồi. Lấy nó ra. PC nối luôn vào đây. Bên này. Thì con PC87 này thì ở đây là có một con led này. Đây ta có led rồi, ta lấy copy cái này xuống. Không có điện trở nữa. Con điện trở này hôm trước mình làm là bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Con này 220 đúng không? Thế sau đến hai chân này thì cái chân con led này này ta sẽ nối với cả cái chân D1 chưa? Chỗ này, còn cái chỗ này ấy, ta nối với cả chân VCC chưa? T1 này, Ctrl C, Ctrl V này. VCC đúng vào đây. Đó. Thế là ta xong một cái relay. Giờ cái relay thứ hai ấy, thì ta copy thôi. Ôi chết rồi. Cái thằng này lại không có chế độ copy. À đấy. Ồ, tưởng gì, tưởng không có, tưởng tưởng lỗi, thôi bấm lưu vào, không không mất. Đấy, thế là chúng ta đã xong cái phần xong mạch rồi, ta cân chỉnh lại cho mạch cho nó sơ đồ nguyên lý cho nó đều đặn. Sắp xếp cho nó đẹp đẽ mà nhá. Thì cái chỗ này này, hai cái chỗ này là mình sẽ nối với động cơ này, được chưa? Nối với động cơ nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái nguồn, chúng ta phải có một cái nguồn để cấp cho động cơ, được chưa? Thì ta phải thêm một cái GP nữa, CP, thêm cái GP ở giữa này. Cái nguồn để cấp cho động cơ mà thì cái nguồn này chúng ta sẽ phải đặt tên cho nó. Đây ta đặt tên cho nó. Chỗ này không phải VCC nữa, ta đặt nó là VDD đi. Chỗ này
Chỗ này tốt nhất là đừng đặt là GND, dạ. Ta đặt nó là một cái, ta cho nó là dây L đi. Đúng không? Một dây L. Bởi vì có thể chỗ này ta có thể nối 220V được mà. Được chưa? Chứ cho ta không liên quan gì đến cái bọn phía đằng trước này. Cái chỗ này ta cũng đấy. Ta cho nó là dây N đi. Ôi chết. N. Đó, ta cho hai tên dây nó như thế. Đặt vào đây. Nối vào đây. Thì dây N này nó sẽ nối với cả cái thằng này. Đúng không? Xong rồi thì sau đó là khi mà đóng điện ấy, thì nó sẽ qua qua đây là sao để đây chúng ta sẽ nối như này nhá. Ta cắt đoạn giữa này thì giờ nối thẳng vào đây, cắt bỏ đoạn này đi, nối như này. Thì khi mà cái relay đóng điện ấy, thì nguồn điện nó sẽ chạy, dòng điện nó sẽ chạy từ chân một này qua đây, qua động cơ hoặc qua thiết bị về đây, vào đây, vòng vào đây, về L. Dạ. Đấy, chú ý vậy. Thế thôi. Thế là xong rồi. Bây giờ xong cái phần, còn chỗ này thì ta sẽ nối với cả pin ở ngoài vào. Được chưa? Cái này gọi là động cơ đi. Cái này là DC1. Cái này là DC2. Còn cái này nó là nguồn. Cái này cũng là nguồn thì kệ nó. Thế thôi. Mà chúng ta như thế, bây giờ việc tiếp cuối cùng là gì? Trước khi chuyển sang sơ đồ PCB thì ta làm gì? Đặt tên đúng không? TAL. Yes. Đó. Những con linh kiện nào thì ta đặt tên nó đã. Chưa đặt tên thì nó sẽ tự đặt tên cho mình. Rồi, save vào lại. Giờ chuyển sang PCB thôi. Design này, update này. Có lỗi. À, có lỗi C1 C2 này không chuyển được này. C1 C2 không chuyển. Duplicate tức là trùng tên nhau. Ok. Tôi quay lại. Ta kiểm tra. C1 sao trùng tên? Đâu trùng tên nào? Save design update. Ờ. À, cái này nó value cái này vẫn chuyển được không? Ở đây C1 C2 vẫn có, kệ nó. Nó bảo là ignore rồi, không sợ. Ignore thế nào, bỏ qua cái phần lỗi đấy. Thế thôi. Ở trên. Cho nó chung nó vào đây đã, rồi xếp. Nó cho vào thì xếp thì đơn giản thôi. Chúng ta xếp thôi. Đầu tiên là cái rắc nguồn. Cái rắc GP1 là rắc nguồn này. Chưa? Sau đó đến con cái con này là con con cầu điếu thật. đúng rồi, đứa có giỏi quá thầy quên mất, may có đứa nhắc.
lên này. Con này thì nó chung là nghệ thuật xếp hình thôi, xếp sao cho nó đẹp là được, xếp sao. À, ở trên mạch quên mất một cái con D4 này chưa nối này. Con D4 này sau này chúng ta sẽ nối với một con cảm biến, cảm biến này có 3 chân. Thì thầy bổ sung thêm một cái 3 chân, header 3 chân. Ta lấy cái header 3 chân. Header 3 chân đây, một đơn giản này thôi. Cho vào. Thì chúng ta sẽ nối với D4 là chân giữa. Cứ nối thế sau này dùng sau nhá. Nó công làm thế thì ta làm cho con này. Thì ở trên nối với GVC, dưới nối với GD. Đó. Đặt tên nó T A N. Yes. Lưu lại. Chuyển sang PCB. Excuse. Đây là cái con này, chỗ này nó bảo đã được bỏ qua, được chưa? Tức là cái lỗi này nó đã được bỏ qua là vẫn chạy, được chưa? Thế rồi đây cái con mới vào, người ta nhân vật mới xuất hiện này, người ta xếp tiếp. Bây giờ đến hai con tụ. Hai con tụ này. Sau này con led này của mình là led 1 R1, lôi con R1 ra, R1 đó chỗ nào, đây R1 đây, con led 1 Q, led 1 ở đâu, đây rồi, led 1 đây. Để cho ra đây. Con này nhớ xoay lên nhé. Cái chân một của cái con này nó là chân vuông này, nhớ xoay lên bên trái, bên trái bên phải đây, nhớ xoay lên. Xoay xuống là sai đấy. Bây giờ tiếp tục, bây giờ đến cái con cảm biến này thì thôi, lắp vào đâu thì lắp, lắp đây đi. Bên này chúng ta sẽ làm với cả mấy con relay. Relay 1 này. Relay 1 thì đi kèm với cả cái Relay 1 đi kèm với DC1. DC1. Sau nó đi kèm với cả D1, Q1, R4, R3, U1, R2. Rồi. D1. Này. Q1. Sau đó là U1. Xếp xếp. Con led nối đâu, led cho riêng này à? Led để riêng. Cụm bên này thì
Cũng vậy thôi. Nguồn để vào giữa. Cho dương ở phía trong này. Xoay này. D này. Q này. Nó hơi dài nhỉ, mạch nó hơi dài nhỉ, để thành hình vuông đúng không nhỉ? Thôi ta cứ để phiên bản dài này, để ta sắp xếp lại. Nhớ cái khoảng cách này nhé, khoảng cách giữa hai con này này phải đúng bằng cái khoảng cách mà của cái con của con này này nha, con này SP 8266, khoảng cách đúng là như thế. Bây giờ làm sao mà ta là cho khoảng cách đúng bằng nhau? Thế nên là ta căn lề chỉnh này, căn cho chúng nó bằng nhau đã, bằng nhau này. Sau đó là khoảng cách con này là bao nhiêu đấy, ta đo thử xem nó là bao nhiêu. Lấy đồng hồ, thầy lấy à thầy lấy thước. Sau khi đo kích thước chân đấy và đặt đấy thì chúng ta sẽ đây chúng ta đo ở chỗ này này. Đấy, đo này, kéo sang đây, nó là 28,194 mm được chưa, là chuẩn nhá, tương ứng là 1.100 min nhá. Cái này thì biết rồi, 100 min thì bằng 2,54 cm, mà 2,54 mm thì nhầm, 2,54 mm. Thì nhưng mà vấn đề là thầy có trong tay hai con một loại kích thước khác nhau, một con to một con bé, mấy con vậy một con to này cả hàng chân, à con này là nhỏ này, hai con này rõ ràng là giống nhau rồi, nhưng mà một con to một con bé này. Bây giờ cấu tạo y hệt nhau đây các bạn nhìn này. Đó, bây giờ có một con to một con bé, thầy lúc ấy thầy đo con to này, bây giờ con bé này thì làm nào, thế phải làm nào để chẳng may sau này các bạn mua trúng cái con bé thì mà cắm được vào, thì theo các bạn thì làm sao mua được, nếu mà mua được trúng con bé mà cắm được vào thì làm nào, giờ xử lý thế nào? Đây cái giải pháp là thế này, nếu mà có hai con đấy thì có một kích thước khác thì ta thêm một cái hàng chân nữa nhá. Thế sau đó là ta update sang thì nó thành cái này đấy. Bây giờ ta sẽ đo cái con nhỏ xem là khoảng cách chân của con nhỏ thế nào này để có thể cắm vào được, cặp vào cái này là 20 23,7 23,7 thì là 23, trừ đi kích thước chân rồi 23. Thế từ đây đến đây là 23. Vậy ta lại đo tiếp. Report. Hai ba chưa? Đây mình có 21. Ra nữa.
22,25 22,47. Chết cả bốn mươi rồi. Rồi lại chuyển tài tiếp. Nhìn xuống đi tên lại co 23,2. Được rồi. Sử dịch lại một chút đã xem nào. Rồi. Rồi chuẩn rồi, thế là được rồi. Chúng ta cho ba cái con này nó cùng một hàng đi. Mở đây này. Căn lề trên này cùng một hàng nhá. Đó. Xếp vào lại. Thế tốt. Bây giờ ta đã sắp xếp, bây giờ để xem nào. Rồi, bây giờ ta tiếp tục công việc tiếp theo là ta xếp lại, xếp con này, hai con này nó bằng nhau đi. Con này có nhất thiết để cho bằng không? Cho nó lùi lại. Nó hai GP1 GP1 ta cho nó bằng bên phải. Bằng bên phải, lệnh bằng bên phải. Đây. Hai con này bằng bên trái. Hai con này thì trên, cho dịch vào đây, cho sáp vào, đúng không? Còn đây. À, con này là cho nó bằng nhau này. Hai con này cho căn bằng bên trái nhé. À, bằng bên phải. Thế xong rồi đến ba con này ta cho căn vào dưới. Rồi, tạm thế một. Giờ đến phần con này thì không nhất thiết phải để ta cho giữa đấy. Con này thì cho con đây. Ta có thể cho ở đây. Cảm biến mà. Dạ. Và cái thằng này thì đi bao giờ cũng đi cùng nhau. Dạ. Đừng có để nó đi. Rồi. Hai thằng này bằng nhau này. Hai thằng này bằng nhau này. Bốn thằng này bằng nhau này.
rồi cho giãn bằng nhau đi. Xếp rồi tạm thế, bây giờ đến hai con này. Nhớ sắp xếp rất cẩn thận nhé, dán bằng nhau. Kéo cho bọn nó sát vào đây. Thì đây ta thấy chiều rộng của mạch tốt nhất nên bằng cái để rộng này được, hoặc cho cái con này rồi thế thôi, tạm như thế. Con này cho nó lên đây. Nhầm rồi, đúng rồi. Để cho con này xuống dưới đi. Rồi tạm thế, ta sắp xếp lại. À, xong rồi bây giờ đến việc là đi dây. Đi dây xong nếu mà không không ổn thì ta lại còn phải sắp xếp lại cơ mà. Đi dây thì ta triển khai đặt luật routing layer, ta chạy một lớp thôi, độ rộng dây clearance ta cho khoảng cách là cái này là 20 đi. Độ rộng dây cứ cho là mặc định là 20 đi, cho đến cái 60 60. Rồi, ok. Chạy thử xem nào. Routing.
Sau 14 giây người ta đã chạy hoàn tất rồi. Kiểm tra xem cái dây nào lộn nhộn, dây nào nó còn chạy lúng. Ô, con led 2 này trên, con led 3 ở dưới. Bởi vì ta thấy rất là nhiều dây vòng từ trên này xuống, dây này vòng lên trên đúng không? Thì làm như thế này thì nó chạy xa quá. Đấy, ta đổi con led 2 lên trên, led 3 ở dưới. Ăn rau khuôn. Để xem. Bớt dây rồi đấy. Có sao hai dây để đằng nhỏ. À, dây này dây, đều dây GND cả. Đấy là chạy dây như này là có thể mang đi đặt mạch làm rồi. Nhưng bây giờ ta xử lý thêm một cái nữa. Là bây giờ ta thấy là cái dây nào ở dương nguồn ấy thì ta cho nó dây to hơn. Tức là dây nào dây cấp nguồn vào ấy, ta cho dây to hơn. Còn dây nào mà tín hiệu bình thường ấy thì ta cho dây nhỏ cũng được. Thì bây giờ ta xử lý, bây giờ ta tiến hành làm việc đấy. Trước khi làm một cái việc cuối cùng ấy thì thầy hỏi xem có bạn nào cần điểm danh không, kẻo tí nữa quá giờ không kịp. Thầy điểm danh trước để cho bạn nào mà đến đỡ phải nóng. Tên gì đấy? Nam Anh. Nam Anh rồi, ai nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi, ta tiếp tục. Người ta triển khai tiếp này. Bây giờ đến việc tiếp theo là cân chỉnh rồi. Người ta sẽ, cái này nó hơi vòng to quá nhỉ. Ta cho nó dịch xuống dưới đi. Thì ta chỉ cần chỉ vào đấy, kéo nó xuống thôi. Đó. Kéo nó xuống thôi. Cái tao mày mày quá thì xóa đi đó. Đó mày ok, tương đối ổn thế thôi. Thế ra còn thời gian thì còn cân chỉnh, nhưng mà như thế là tạm được rồi. Bây giờ ta làm thêm một việc nữa, hai việc nữa chứ, rất nhiều việc nữa cần phải làm, là cắt mạch này đúng không?